Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video buổi tối hôm nay, kênh Học của Tớ Online sẽ gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về trận đánh trong khuôn khổ vòng thiều thứ hai các lượt tái mùa giải mới năm 2021 đánh ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Kênh sẽ gửi tới các bạn một trận đại chiến rất hay khi mà kỳ thủ cầm bên đỏ đi tiên là một trong những cao thủ hàng đầu của làng cờ tướng Trung Quốc. Bên đỏ đi tiên danh thủ Triệu Mâm và bên thủ trong đấu này là kỳ thủ Tô Thân Hạ. Xin kính mời các bạn cùng theo dõi. Bước vào bàn đấu trên, bên đỏ đi tiên, Tiểu Triệu lập tức chơi tấn công bằng phương án tiên chỉ lộ, thi triển binh 7-1. Bên đen của danh thủ Tô Thân Hạ cho vào 2-3. Bên tiên mã 2-3 phát triển ngựa. Binh 3-1. Tượng 7-5 tốt qua và tiếp theo là thủ pháp binh 3-1 mở thông lộ tốt chứ không đi hình cờ đơn giản nhất là phương án vén tượng qua để bắt đạn tốt của bên đen. Bên đen tiếp theo đã cho phát triển mã theo đường biên ngay phương án mã 2-1. Chúng ta có thể thấy qua hình cờ khác như sau. Với biến hóa mà bên đen lựa chọn biến binh 3-1 thì sao? Khi đó bên đỏ hoàn toàn có thể nhấc con pháo 2-1 để bắt tốt ngay, hoặc là biến hóa khác cũng chơi khá cao phương án cờ mã 3-4 vì sau tương lai tập trung tấn công vào tốt trung lộ của bên đen. Thực chiến của trận cờ thì bên đen của kỳ thủ Tuấn Hạo đã cho phát triển mã 2-1. Bên đỏ cho tượng bắt tốt, xe 1-2, phát triển mã quy, mã 8-7, xe 9-8, hoành xe và lựa chọn tiếp theo phương án xe 1-1 đến từ lô mạch thần kiếm của kỳ đàn Trung Quốc. Xe 2-4, bên tiên cho tách phó qua yêu cầu đấu xe. Với cờ trên thì bên có khá nhiều biến hóa có thể đi tiếp nhờ đường cờ xe 9-2. Binh 1-1, tuy nhiên trong thực chiến của trận đấu này thì bên đen lập tức cho đấu xe ngay đối với bên đỏ. Bên tiên mạng 6-8, bên đen cho tiến binh biên, xe 1-6 và tiếp theo lựa chọn xe 9-2 qua đường 2 có thể đánh cây. Ngoài bên trên thì bên đen có thể đấu pháo ngay trong bối cảnh trên, đây là một cái biến hóa tốt hơn. Chúng ta sẽ cùng xem thực chiến của trận cờ thì bên đen sau khi đi từ hướng cờ xe 9-2 thì trong thực chiến của trận đấu này thì bên đỏ đi một phương án rất cao, lập tức cho đấu pháo ngay. Bên đen chạy pháo qua và bên tiên trong hình cờ trên cũng không thoát mã đi, đi tiếp một đường cờ có thể nói là thể được cái bản lĩnh và trình độ của một trong những cao thủ hàng đầu của làng cờ tướng Trung Quốc ở đẳng cấp kỳ vương. Danh thủ Triệu Hâm cho bối cảnh trên, anh ta lập tức điều con xe qua đang tạo thế bắt đôi, xe 2-8 và bắt pháo ngay. Sau hình cờ mà bên tiên cướp được đường pháo của bên đen, chúng ta thấy được đây là cái bối cảnh mặc dù quân chủ lực là tương đối cân bằng, bên đen còn xe 2 mã, tuy nhiên việc cơ động hơn thì bên đỏ với xe phó mã sẽ dễ chơi khá nhiều khi thi triển về sau. Tượng 7-5, mã 3-4 phát triển đường công. Bên đen xe 2-3 nhòm tốt đầu và bên tiên lập tức cho mã 4-6 ngay, vừa đang tạo công thế nhòm một lộ tượng đồng thời đang giữ chất trung binh. Xị 6-5, bên tiên Triệu Hâm cho phố 2-1 bắt xe. Xe thoái về nhỏ mã và lập tức là phương án cờ phế trước đoạt sau, một trong những cái thủ pháp đi cờ rất cao cấp của danh thủ Triệu Hâm. Bên đen tượng 3-5 và bên đỏ cho chém tượng ngay. Sau hình cờ này thì đang tạo ra thế bắt đôi. Bên đen bắt buộc là phải trả lại một mã và trong hình cờ trên chúng ta thấy được là với việc bên tiên còn pháo đồng thời đã bẻ được đôi tượng của bên đen. Đây là cái hình cờ tạt mà bên đỏ đang khá ưu thế. Xe 2-8, pháo 2-3, mã 3-5 và thủ pháp tiếp theo binh 5-1 chấp nhận để cho bên đen có thời cơ phá tượng, thông qua đó đi tiếp hình cờ xị 4-5 để cấm chiếu của bên đen. Trong hình cờ tiếp theo thì bên đen của Tôn Hạo lập tức cho mã 3-1 chém trên đường biên về sau để cho bên đỏ một vài thủ pháp đi quyền rất tinh tế về sau. Ngoài bên trên thì bên đen của kỳ thủ Tôn Hạo có thể phát triển được xe 5-2 để bắt pháo ngay. Bên đỏ có quật qua thì bên đen sẽ có thời cơ chạy thì hướng cờ xe 8-5. Các bạn thấy đang đe dọa cái thủ pháp mã 3-4 đấy để tạo sát. Về sau thì đây là cái hình cờ mà bên đen sẽ có phần tốt hơn trong cái hình cờ trong thực chiến của đấu này. Chúng ta sẽ cùng quay lại thực chiến của hình cờ. Bên đen trong hình cờ trên lập tức cho mã 3-1 chém theo đường biên. Bên tiên đảo phá qua lỗ 7 đang dọa cục.
Thoái chi V và phương án tiếp theo thủ pháp xe 3 thấy 1 để cướp tốt. Sĩ 4 tiến 5 tiếp tục bắt thêm tốt. Các bạn thấy được đây là cái hình cờ tài mà bên tiền đang khá là ưu thế so với bên đen. Pháo 7 bình 5, xe 8 tiền 2 thoái về vị trí đầu tượng. Danh thủ Trương Hưng lập tức cầm phương án điều xe qua biên, vừa có thể đòn tốt đồng thời đang đe dọa xuất cục. Bên đen mạng 4 tiền 5 biến tiền cho tượng 3 tiền 5 để bắt lại mạng ngay. Sau hình cờ trên, chúng ta sẽ cùng xem nhanh những biến còn lại của trận cờ, khi mà đây là cái bối cảnh cờ tạt mà bên tiền đang khá mạnh. Tiến chiếu ép hạ CV và phương án cờ xe chuyển thành 4 để bắt tốt. Bên đen cho lắc xe vào đầu, bên tiền cho tiến tốt qua. Binh 3 tiến 1 đang tạo thành cặp tốt huynh đệ tấn công. Bên đen binh 9 tiến 1, binh 3 bình 4, đây sẽ là cái bối cảnh mà bên đen sẽ không thể thủ được trước đường công của bên tiên. Cho hình cờ như vậy, chúng ta sẽ cùng xem tiếp những thủ pháp tiếp theo của hai cao thủ trên. Binh 9 tiến 1, tiến binh đứng chờ hình để có thể ghép lại công thế tấn công quá mạnh về sau. Tiếp tục binh 5, tiến binh và phương án cờ lắc qua bắt đầu rẽ xuống để tấn công. Binh 6, binh 7 tiến 1 và tiếp theo thủ pháp binh 6 tiến 1 tiến xuống để kẹp kiểu, về sau sẽ tạo thế gọng kìm và tấn công. Đây sẽ là cái bối cảnh mà bên đen nhìn thấy trước, tuy nhiên sẽ không thể chịu được sức công phá tiếp theo. Binh 4 tiến 1 đến từ danh thủ Triệu Vâm, lục bạch thần kiếm của kỳ đàn Trung Hoa. Sau hình cờ trên thì bên đen cảm thấy không thể đủ lực để phòng thủ, đã phải buông cờ xin thua trước tốc độ tấn công và sự lợi hại của hai con tốt đồng thời con xe yểm trợ của bên tiên trong thực chiến. Chúng ta phải phân tích qua như sau: nếu không buông cờ, bên đen đánh tiếp thì như nào? Với hình cờ mà bên đen xử lý bằng biến hóa tách con xe bình có biên đang để vào nhập cục thì bên đỏ lập tức cho ra tay trước bằng phương án cờ xe 9 bình 5. Bên đen sĩ 4 tiến 5 thì bên tiên sẽ tiếp tục binh 4 tiến 1 ngay, đang tạo công thế tấn công mà bên đen sẽ không thể chịu được trước sự tấn công của bên đỏ trong bối cảnh như vậy. Thoái xe về thì có thể phê tốt để chém sĩ ngay, tiền dần tiền mọi hệ thống phòng thủ của bên đen, và cuối cùng là phương án cờ hạ sĩ để tập trung oanh kích thẳng vào trung lộ. Đây sẽ là hình cờ bên đen sẽ phải tính phải phát chiêu ngay. Như vậy kênh học của Tướng Online vừa gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về ván đánh trên đến trong khuôn khổ vòng thiếu thứ hai giải cúp biên tái mùa giải mới năm 2021 đến tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của kênh. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục like, đăng ký, đón chào những chương trình mới kênh trong tuần tới đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.